Sách trời ghi rõ, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, được thần Phật che chở, hóa hung thành cát, đổi vận giàu sang. Tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhét chập két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như biết được ba bí mật này. Hoan Hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Nhâm Tuất thân mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và giàu có hơn người. Mới đây nhất khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, đã phải đối mặt với không ít khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, nắm bắt được ba cơ hội vàng hiếm có này thì ắt sẽ nắm được thiên cơ. Chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý tín chủ vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy, trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, vận may mà bản mệnh được đón nhận là gì, làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Xin mời quý tín chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Xem tử vi năm 2024, nữ mệnh, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ ra sao, giàu sang hay vận hạn thế nào? Đầu tiên, tổng quan tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Nữ mạng tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, khi bước sang năm Giáp Thìn 2024 là bao nhiêu tuổi âm lịch, vận niên, sao chiếu mệnh ra sao, ngũ hành lưu niên xung khắc hay tương hợp, tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp ngay sau đây. Nhâm Tuất sinh năm 1982, hay còn gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức chó về nhà, năm sinh dương lịch, từ 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983. Năm 2024 có tuổi âm lịch là 43 tuổi, mạng đại hại thủy, tức nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, số quan lộc tân khổ, xương con chó, tướng tinh con khỉ, Nhâm Tuất cuộc đời được Phật độ mạng. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Nhâm Tuất với nạp âm hành thủy, do can nhâm thủy, ghép với chi tuất thổ, thổ khắc nhập thủy tức là chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can, nên nửa đời sau cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận, thủy tính chứa nhiều trong tuổi. Khi thủy vượng hay suy yếu, thiếu chất thổ kiềm chế, các bộ phận bài tiết và thính giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của can nhâm, linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắc thế rất hào hiệp, chi tuất, đa năng, thực rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công, nhưng không bền chí, đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm xa gia đình từ thuở trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh có thủy nạn trong đời, vì vậy họ cần phải cẩn thận khi gần sông nước, nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng nước thì chớ có khuynh xuất bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Nhâm thuộc mệnh thủy, tuất thuộc hành thổ, nên người Nhâm Tuất sinh năm 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục cửa biển, chứ không phải biển lớn. Nước đục nghĩa là người Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân. Người tuổi Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Tuy nhiên, vì có số đào hoa, nên phụ nữ tuổi này phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh sự nghiệp. Ngoài ra, mệnh này cần phải rèn luyện sự kiên nhẫn, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc.
Nhâm Tuất nữ mệnh theo ngũ hành là đại hải thủy, nghĩa là nước đại dương, nước biển lớn, nên họ có tham vọng lớn, công việc làm ra phải có quy mô. Các vấn đề nhỏ vặt họ thường không quan tâm, trong làm việc, họ rất chịu khó chịu chi, quan trọng là được việc và công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác, cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, nên được rất nhiều người yêu quý mến và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Khi còn nhỏ tuổi Nhâm Tuất nữ mạng là những người khá may mắn về cuộc sống, lẫn tình cảm, được cha mẹ và người thân yêu thương. Trưởng thành, họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng vận mệnh tốt nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Khi đã lập gia đình, họ luôn là hậu phương vững chắc, không những giúp chồng xây dựng sự nghiệp mà còn nuôi dạy con cái thành đạt, cả nhà hạnh phúc viên mãn, về già được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, an nhàn thảnh thơi. 2. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Nhâm Tuất trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng, tuổi Nhâm Tuất theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp giáp là Bình Hòa, tự đảm đương công việc của mình, ít nhận được sự trợ giúp, công việc hay tiền bạc đều ở mức trung bình. Xét về địa chi, Tuất gặp Thìn Lâm cục diện xung thái tuế, nhiều thử thách đặt ra, đòi hỏi đương số luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Công việc xuất hiện nhiều cạnh tranh chèn ép, tiền bạc khó kiếm vì ít cơ hội lớn. Xét về ngũ hành, bị lưu niên khắc chế, sức khỏe tuổi Nhâm Tuất nữ mạng giảm sút, chú ý các bệnh về gan, xuất hiện không ít trở ngại trong công việc, khiến kết quả khó như ý nguyện, tài lộc vì thế mà cũng ảm đạm. Tiểu kết, cả sự nghiệp và tài lộc của nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất đều khó có bước phát triển lớn lao trong năm Giáp Thìn 2024 này, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh chèn ép mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác, sức khỏe cũng có ít nhiều dấu hiệu giảm sút, con giáp nữ này cần chú ý kẻo dễ đổ bệnh. Thứ hai, xem tử vi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao các tinh thuộc hệ thống cửu diệu, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn có nghĩa là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa, người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến, thậm chí người xưa còn ví rằng vượng khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây ngô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mệnh gặp sao này thì sự nghiệp sáng lạn, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành, nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con yêu thương, lo toan gánh vác mọi việc, con cái gặp sao Thái Dương học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương, có bài thơ như sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát, nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, làm một tháng bằng cả năm đấy nhé. Ngoài ra, bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng, vì vậy để được cát, gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực, kiêng kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác, nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch, hao tổn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài, tránh được năm hạn, phải chịu nhiều vất vả, nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng nên hành thiện, tích đức, làm điều thiện xuất phát từ tấm lòng, yêu thương giúp đỡ mọi người mà không cần lo lắng so đo nhận lại. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi Nhâm Tuất theo niên hạn là địa võng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói, dày già đa đoan. Viết về hạn địa võng, có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, vì những điều nên cuộc sống của đương số này cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu.
Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành như là. Về kinh tế, làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Tiểu kết, khó khăn xuất hiện cũng chính là cơ hội để quý chị tuổi Tuất phát triển và gây ấn tượng với cấp trên. Nếu tận dụng được tác động tích cực của các tinh thái dương, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội và phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu có ý định xuất hành đi xa thì cần cẩn trọng, nếu không dễ gặp trục trặc hoặc bị kẻ xấu hãm hại, cản trợ quý chị nhé. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất, nữ mạng. Tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, trong năm Giáp Thìn 2024, hình tượng này mang ý nghĩa cát lành. Nó mang hàm ý, dê được ăn cỏ no đủ, đời sống vật chất sung túc, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, cả danh cả lợi, đều sở cầu như nguyện. Chuyện tình cảm có tiến triển tốt, nhưng đừng ỷ tài danh sắc, rồi thành lại phóng túng thái quá, mà phạm sai lầm, khiến đào hoa xấu bùa vây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Nhâm Tuất, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai 2024. Tuổi Nhâm Tuất không phạm tam tai, yên tâm vận hành những việc vẫn còn dang dở, không quá tham lam ôm đồm nhiều việc cùng lúc là tự thân cảm thấy nhàn hạ. Kim Lâu 2024. Tuổi Nhâm Tuất không phạm Kim Lâu, thích hợp để tiến hành cưới hỏi hoặc mua, xây sửa nhà cửa. Hoàng Ốc 2024. Tuổi Nhâm Tuất không phạm Hoàng Ốc, nếu tiến hành xây dựng nhà cửa trong năm. Tiểu kết, hãy tập trung hoàn thành cho tốt những công việc còn dang dở, đừng quá tham lam, ôm hết việc vào người kẻo quá sức, tiền bạc hay sự nghiệp muốn phát triển thì cần bình tĩnh, đốt cháy giai đoạn sẽ không đem lại kết quả tốt. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa trong năm nay thì có thể tiến hành sau khi cân nhắc kỹ. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tuất, nữ mạng. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh mộc là 43 tuổi âm lịch. Trong năm Giáp Thìn 2024, sẽ có thiên can Nhâm, gặp Giáp là Bình Hòa. Địa chi Tuất, gặp Thìn là Lục Xung, mệnh Thủy và Hỏa tương khắc, nên đây được xem là năm vừa có cơ hội, vừa có thách thức song hành. Tuy nhiên, nhờ gặp được vận niên dương thảo ngạn tốt đẹp, sẽ hỗ trợ một phần vận trình, giúp tài lộc sung túc. Chỉ cần Nhâm Tuất chăm chỉ làm ăn và giữ gìn được hòa khí trong gia đạo, thì cuộc sống sẽ đủ đầy viên mãn. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2024, công việc làm ăn của tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh phát triển ổn định, đâu đó có sự đổi mới tích cực hơn, nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ, hãy coi đây là giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân vượng, giúp tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu thăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Thương quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán, thêm phần thuận lợi, đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn. Ban đầu có thể là tay ngang, nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Trong năm 2024, Nhâm Tuất nữ mệnh gặp cục diện xung thái tuế, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của bạn. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính, khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình, bình tĩnh xử lý, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc. Kẻ xấu cũng có thể cái cớ để vịn vào, nhân đó hãm hại hoặc giành giật mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy
dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai, dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa. Con giáp này cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Đặc biệt, một vài thời điểm trong năm hung vận khá lớn, có điểm tiểu nhân âm thầm phá hoại sau lưng, nhắc nhở nữ mệnh tuổi này hành sự thận trọng, nên cảnh giác với người thân quen. Về mặt tài lộc, năm Giáp Thìn 2024, cục diện bình hòa xuyên suốt, tạo vận khí ổn định, giúp người tuổi Nhâm Tuất cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy được một món kha khá, dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Người làm công ăn lương, thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán, tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập năm 2024 vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai, tuy nhiên sự ổn định khó kéo dài. Khi hung tinh kiếp tài và tiểu hao quấy phá, hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Nhâm Tuất tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn, chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ, nên tập trung cho các danh mục đầu tư chung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. Về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh năm 2024 khá tốt, ít sóng to gió lớn, gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này, hung tinh phá toái gieo rắc nhiều điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, đương số rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu, hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy, vận hạn mới qua. Với người độc thân, bạn có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm, bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và bạn chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình hay đi thêm bước nữa. Chính vì vậy, bạn thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó thì cũng chỉ lấy lệ, không thực sự quan tâm để ý nếu đã có đối tượng ưng ý. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong mọi việc, nói ra tình cảm của mình, dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. Về mặt sức khỏe, năm Giáp Thìn 2024, sức khỏe của nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất có chút dấu hiệu suy giảm, bạn chớ làm việc quá sức hoặc suy nghĩ bi quan, tiêu cực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa giá cho bạn một vài gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Cách làm tăng cát khí của sao Thái Dương trong năm Giáp Thìn 2024. Đeo đồ phong thủy. Người tuổi này có thể đeo trang sức đá quý, màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Làm ăn ngay thẳng. Tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn. Dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mặt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Cách hóa giải hạn địa võng. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một,
gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện. Gia chủ cần thành tâm sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, ban biên tập chương trình nhận được rất nhiều thắc mắc về việc xem giao hạn và cách dâng sao giải hạn như thế nào. Theo dân gian, con người sinh ra đều có ngày giờ, tháng năm, ứng vào sự vận hành của vũ trụ. Tuy nhiên không phải vì mang lá số thập toàn thập mỹ thì không gặp vận hạn trong đời và ngược lại cũng không có lá số nào là gặp hạn cả đời. Đối với mỗi cá nhân và mỗi độ tuổi đều chịu sự ảnh hưởng của sao năm đó chiếu mạng mà gặp phải vận hạn lớn nhỏ khác nhau. Sở dĩ, chúng tôi phân tích những yếu tố sao hạn trong tháng, trong năm là để quý vị tham khảo. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi thực tế, việc gặp họa hay phúc đều do bản thân con người. Khi gặp một tình huống bất đồng quan điểm, nếu bạn biết cách nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống và luôn giữ được thái độ dĩ hòa vi quý thì ai chẳng yêu, chẳng mến. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp người khác khó khăn, bạn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ họ thì xung quanh bạn sẽ toàn là quý nhân. Như quý vị và các bạn cũng biết, thành công không nhất định phải có nhiều học vấn, cũng không nhất định phải có nền tảng gia đình giàu có, vững chắc mà cần có một trí tuệ thông minh, chân thành trong việc đối nhân xử thế và quan trọng hơn là cả có khả năng chịu khó, chịu khổ, có tinh thần phấn đấu kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Đằng sau phần lớn những người thành công đều có một vài trang sự chua xót, đau thương ít người biết đến, có thể với một số quý chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, ở thời điểm hiện tại, thời thế chưa vượng, nhân chưa hòa thì quý chị vẫn nên tiếp tục cố gắng, kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa. Minh Đường Tử Vi tin rằng, theo thời gian, quý chị sẽ nhận về những thành quả xứng đáng thuộc về mình. Phần sao hạn và cách giải hạn năm 2024 đã được ban biên tập chia sẻ chi tiết toàn bộ ở phía trên. Quý vị nhớ xem lại thật kỹ video này để đón lành tránh dữ và mang may mắn lại gần, từ đó nhanh chóng chuyển vận, tiến về cuộc sống hạnh phúc, giàu có bình an của mình quý vị nhé. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Nhâm Tuất, nữ mệnh trong năm 2024 này. Thượng đế đã ban cho chúng ta một sinh mệnh để chúng ta có quyền được sống, được yêu thương và yêu lại người khác. Bên cạnh ấy, Ngài đã đặt mỗi con người chúng ta vào những cảm khác nhau của cuộc đời. Thế nhưng, dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào đi nữa, thì con người ta sẽ luôn phải gặp khó khăn thách thức, đứng trước những khó khăn thử thách, cần phải biết vượt qua chính nghị lực, sức mạnh, với lòng tin tưởng của bản thân, như thế chúng ta mới thành công và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong cuộc sống luôn có những thử thách, đi cùng với đó là những cơ hội, những khó khăn được tạo ra. Để giúp ta trưởng thành hơn nữa trong cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện với khó khăn và thử thách đó. Từ thử thách mới tìm ra được những con người ngoan cường nhất, dũng cảm nhất và mạnh mẽ nhất, xứng đáng có được thành công, có người thì vui vẻ chấp nhận khó khăn để vượt qua, cũng có người thì né tránh và kết quả họ nhận được cũng tương xứng với những gì họ làm, quan trọng là chúng ta tập trung vào lý do hay kết quả. Khi cảm thấy không thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra, đừng thay đổi mục tiêu mà hãy thay đổi các bước thực hiện nó. Chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu cho bản thân khi biết nó thực sự khó khăn và không dễ dàng gì để thực hiện thành công. Vì thế, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy mục tiêu mà mình đặt ra bỗng trở nên xa vời và ta khó có khả năng đạt được đến đích. Khi đó đừng bỏ cuộc mà hãy suy nghĩ một chiến lược, kế hoạch mới, thay đổi những cách thực hiện mục tiêu đã cũ và không còn hiệu lực. Khi cảm thấy bất lực, chúng ta thường đổ lỗi rằng mục tiêu quá khó để có thể hoàn thành hay trên đời này không có cách gì để có thể giúp ta hoàn thành được nó. Đây là ý nghĩa hoàn toàn yếu đuối và sai lầm, bởi mục tiêu không có lỗi, lỗi là ở quá trình thực hiện của con người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ,
vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.